Xin chào tất cả bạn và các em, thầy là Vũ Tuấn Minh hay còn được gọi là Minh Bialy. Năm nay thì thầy thực hiện một cái chuỗi bài giảng và thầy quay để đăng lên để giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em học sinh lớp 11 đang học chương trình mới rất nhiều bỡ ngỡ và khó khăn để cho tất cả các bạn và các em thấy môn hóa dễ dàng hơn và yêu môn hóa hơn. Chính vì vậy nên tất cả các bạn và các em hãy chú ý theo dõi và nhớ rằng là những cái bài giảng này của thầy là phát free nhưng kiến thức của nó là cực kỳ đặc biệt và cực kỳ hữu ích cho tất cả các bạn và các em trong quá trình học môn hóa trung học phổ thông, làm nền tảng cho việc thi đại học sau này. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em theo dõi và ủng hộ thầy. Bài đầu tiên của chương trình hóa lớp 11. Thế thì cái hóa lớp 11 nó rất quan trọng các em ạ. Hóa lớp 11 của chúng ta nhá, là chúng ta sẽ học hai cái phần chính. Một phần là về vô cơ hồi đầu năm học và một phần là về hữu cơ ở nửa cuối năm học. Thì trong đó thì cả hai phần đều rất quan trọng, bởi vì cả hai phần nó đều là nền tảng để chúng ta đi lên ở những cái buổi học sau này. Thế thì ngay chương số 1 của hóa lớp 11, cân bằng hóa học. Đây thì mình đánh giá là một chương hay, cực kỳ hay của bộ môn hóa học. Nó ngày xưa ấy, với sách giáo khoa cũ thì phần cân bằng hóa học này được để ở chương cuối cùng sách giáo khoa hóa 10. Nhưng bây giờ lại được đưa lên ở sách giáo khoa chương đầu tiên sách giáo khoa hóa 11. Mà thực ra ấy, về mặt hóa học thì chương cân bằng hóa học nó sẽ cực kỳ khó với những bạn nào mà không hiểu bản chất. Và các bạn biết rồi, những bạn nào hiểu bản chất thì chương này lại cực kỳ dễ. Thế bây giờ các bạn cùng quan sát vào đây và thầy sẽ hướng dẫn các em để cho các em cảm giác thấy, bước đầu cảm giác thấy là môn hóa cực kỳ dễ nhá. Và thầy cũng nhắn nhủ với tất cả các bạn mà lớp 10 bị mất gốc thì đừng có mà mong muốn là mình phải đi học lại từ lớp 10, không cần thiết đâu. Các bạn chỉ cần theo dõi video này của thầy và chúng ta bắt đầu lại từ đầu, từ cái chương số 1, chương cân bằng hóa học này. Thầy Minh xin hứa rằng sẽ giúp cho tất cả các bạn và các em hiểu lại từ đầu môn hóa, kể cả các bạn mất gốc hóa. Được không ạ? Bắt đầu nhá. Chương số 1, cân bằng hóa học, chúng ta sẽ học bài số 1. Bài số 1. Bài số 1 của chúng ta là học về cân bằng hóa học. Phần 1 La Mã nhá, phần 1 La Mã chúng ta sẽ đi học về phản ứng một chiều. 1 La Mã. Phản ứng một chiều. Thế thì cái phản ứng một chiều này là như nào? Các em cứ tưởng tượng như là chúng ta đi cái đường một chiều ấy. Chúng ta đi đường một chiều, chúng ta có được quay lại không? Được phép, đúng không? Quay lại là cái chú công an là bắt luôn. Vì vậy nên phản ứng một chiều cũng tương tự như vậy. Là gì ạ? Là chúng ta chỉ được đi một chiều và chúng ta không có chiều quay ngược trở lại. Đúng không ạ? Thầy lấy ví dụ cho chúng ta nhá. Ở đây ạ, đầu tiên ạ, định nghĩa là phản ứng một chiều là phản ứng chỉ xảy ra theo một chiều xác định mà không có chiều ngược lại. Được chưa? Còn thiếu một tí nữa đấy. Đó là ở trong cùng một điều kiện xác định. Các bạn nhớ chưa? Đấy. Nhà nó phải ở trong cùng một điều kiện xác định. Cái này quan trọng này.
trong cùng điều kiện xác định. Được chưa? Thế giờ thầy lấy ví dụ nhé. Bây giờ thầy lấy ví dụ về phản ứng một chiều để các bạn biết. Đây, thầy có ví dụ. Ví dụ đầu tiên về một cái phản ứng một chiều mà chúng ta hay gặp, đó là phản ứng khi thầy cho Na hay là sodium đấy tác dụng với H2O, đúng chưa? Để tạo thành gì ạ? NaOH cộng với lại 1/2H2. Xin phép các em, là trong tất cả các video của thầy, đáng nhẽ tên gọi của các chất là sẽ phải gọi theo cách gọi mới, nhưng để cho các em dễ hiểu hơn, để cho các em thân thiện hơn, để cho tất cả các bạn mất gốc môn hóa không cảm giác cái môn hóa khó hơn, thì thầy xin phép là thầy sẽ gọi tên theo, ví dụ như anh này đánh là sodium thì gọi là Na, đúng theo phiên âm tiếng Việt. Được chưa ạ? Được không ạ? Đây, anh này gọi là gì ạ? NaOH cho các bạn dễ viết, dễ nghe, dễ hiểu. Được chưa? Còn lại những cái tên gọi chuẩn đấy thì thầy sẽ để ở trong các sách của thầy, ở trong các tài liệu của thầy, để cho chúng ta làm quen dần sau. Được không? Đấy. Thì chúng ta quay trở lại cái phương trình ví dụ của chúng ta. Thế ở trong cái phương trình ví dụ này các bạn nhìn này, Na cộng H2O tạo thành NaOH cộng 1/2H2. Thì ở phương trình này có điều đặc biệt này. Đúng, đây là phương trình phản ứng một chiều này. Nó chỉ xảy ra một chiều xác định và không có chiều ngược lại. Các bạn có thấy bao giờ H2 cộng với NaOH nó lại tạo thành Na và nước không? Đấy. Nên đây nó là phản ứng một chiều. Được chưa? Chúng ta có cái ví dụ thứ số 2. Đó là thầy cho anh NaOH tác dụng với lại HCl để tạo thành NaCl cộng H2O. Thì nó cũng tương tự như vậy, các bạn nhìn không? Đây chỉ có một chiều xác định thôi. Ở trong cái điều kiện thường thì NaOH tác dụng HCl, thằng axit tác dụng thằng base để tạo thành thằng muối cộng với thằng nước, đúng không ạ? Và không có chiều ngược lại. Không có chiều ngược lại chúng ta thử được luôn mà. Chúng ta mang muối ăn, muối ở trong nước, đúng không? Chúng ta xúc miệng. Thế nếu mà nó mà tạo thành, nếu mà có phương trình phản ứng ngược lại, nó tạo thành NaOH, HCl uống ta đập nó đi luôn, đúng không? Nên đây là phản ứng một chiều, phản ứng một chiều. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Vậy thì bây giờ khi mà tất cả các bạn cùng đang theo dõi cái buổi học ngày hôm nay của thầy, thì các bạn đều đã nhìn được thấy cái ví dụ rồi, đúng không? Chúng ta đều có định nghĩa của phản ứng một chiều. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng một điều thế này này, là phản ứng một chiều này có một vài cái đặc điểm xác định như sau. Đầu tiên, cái mũi tên của phản ứng một chiều đây này, các bạn nhìn thấy không? Là chỉ có một mũi tên đi từ bên trái sang bên phải. Được không ạ? Cái bảng của thầy nó hơi nhỏ, nên là thầy xin phép các bạn là thầy xóa bảng luôn. Đấy, thầy có đặc điểm của phản ứng một chiều nhá. Đặc điểm của phản ứng một chiều. Chúng ta cố gắng học ghi chép đầy đủ để hiểu bài hơn. Thì thứ nhất, đấy là gì ạ? Mũi tên phản ứng là mũi tên một chiều từ trái sang phải. Thế thôi, ghi này tự hiểu, đúng không? Thứ hai là gì? Là các chất phản ứng. Các chất phản ứng. Các chất phản ứng. Phản ứng với nhau. Tác dụng với nhau. Tác dụng với nhau để tạo thành chất sản phẩm. Để tạo thành chất sản phẩm. Và không có chiều ngược lại. Và không có chiều ngược lại. Chiều ngược lại. Đấy, đây là phản ứng một chiều. Và ở trên đây thầy vừa hướng dẫn cho các em về phần 1 La Mã phản ứng một chiều. Và dĩ nhiên mình học phản ứng một chiều thì nó sẽ phải có phản ứng hai chiều. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị sang cái phần 2 La Mã. Chúng ta sang phần tiếp theo 2 La Mã phản ứng thuận nghịch. Thế thì cái anh phản ứng thuận nghịch này thì trong chương trình khoa học 10 các bạn đã từng gặp một vài chương trình rồi. Nhưng thầy nghĩ là chắc chắn là các bạn không để ý mà thôi, đúng không ạ? Thế bây giờ nhá, thầy nhắc lại một cái phương trình để cho các bạn nhớ nhé. Đây thầy sẽ có cái ví dụ số 1 này. Phương trình số 1 này.
là khi thầy cho anh CL2 tác dụng với anh H2O thì các bạn có nhớ không? Mũi tên ở đây là mũi tên hai chiều đúng không? Để tạo thành là HCl và HClO. Khoan, hãy nghĩ đến cái việc là tại sao nó xảy ra như thế nào và làm sao mà biết được sản phẩm như thế nào. Nhất nhiều bạn mất gốc, bạn bảo làm sao biết như thế này. Từ từ, người khoan mới nhường nhá, cứ bình tĩnh nhé. Bây giờ các bạn cứ mặc định nó như này đi đã, để thầy giảng cho bạn hiểu đã, rồi sau khi mình hiểu sâu hơn rồi lúc đấy thì mình sẽ giải thích cho bạn từng tí một tại sao nó ra thành này, được không? Bây giờ mình cứ mặc định nó có nhá, có phản ứng này xảy ra. Thế thì về bản chất nó xảy ra phản ứng này thì nó như thế nào? Bản chất là đầu tiên đấy, khi thầy sục cái khí CL2 vào trong nước thì nó sẽ xảy ra phản ứng. Đầu tiên là CL2 cộng với lại H2O để tạo thành HCl và HClO. Được chưa ạ? Thế thì cái điều đặc biệt nó lại xảy ra ở đây nhá. Cái anh HCl và anh HClO nó vừa mới tạo thành thì hai cái anh này nó ghép nhau, nó lại bụp nhau để tạo thành là CL2 và H2O. Đấy, cái câu chuyện nó như vậy. Thế thì để mà viết ngắn gọn, mình viết này nó dài quá, hai dòng. Để mà ngắn gọn, đấy, tóm gọn lại thì viết lại thành một dòng và đây là mũi tên hai chiều. Được chưa? Thầy nói sâu hơn một tí, tại sao HCl cộng lại phản ứng HClO? Cl trừ một có tính khử mạnh, Cl dương một có tính oxy hóa, một thằng trừ một thì đi lên. Đây, vẽ về cho bạn nhìn, đây là trừ một hướng lên, đây dương một hướng xuống, vậy hai thằng chỉ có gặp nhau ở thằng giữa là CL0 nên nó sẽ là, đây là điều đặc biệt của hóa học nhá. Cái phản ứng đa số các phản ứng hóa học nó là các phản ứng hai chiều, được chưa? Hay còn được gọi là phản ứng thuận nghịch. Đấy, để xóa bảng nhá các bạn nhá. Thế vậy ở đây này, đây là ví dụ đầu tiên cho cái phản ứng thuận nghịch mà chúng ta được nhìn thấy, được không ạ? Thế thì ở cái ví dụ đầu tiên này thì chúng ta sẽ được nhìn thấy những cái điểm đặc biệt như sau. Thứ nhất, định nghĩa phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo đồng thời hai chiều, đồng thời hai chiều cả phản ứng và phản ứng nghịch. Đây các bạn nhìn nhá, chiều thuận của phản ứng này là CL2 tác dụng H2O tạo thành HCl và HClO. Còn chiều nghịch của phản ứng này là HCl cộng HClO để quay ngược trở lại tạo thành CL2 cộng H2O. Được chưa? Đấy. Nhưng chú ý là trong cùng một điều kiện xác định, trong cùng một điều kiện xác định. Được chưa? Trong cùng một điều kiện xác định. Ok nhá. Các bạn nhớ nhá. Tiếp tục ạ. Thế vậy đặc điểm của phản ứng thuận nghịch, đặc điểm của phản ứng thuận nghịch thì cái đặc điểm phản ứng thuận nghịch đầu tiên nhé, các bạn nhìn thấy là mũi tên gì? Mũi tên hai chiều, được chưa? Đấy, đầu tiên là mũi tên của phản ứng là mũi tên hai chiều, đấy, một chiều thuận và một chiều nghịch. Cái vấn đề thứ hai, vấn đề thứ hai của phản ứng này đó là gì? Vấn đề thứ hai là các chất phản ứng nhá, các chất phản ứng tác dụng với nhau, tác dụng để tạo thành chất sản phẩm các chất phản ứng tác dụng với nhau để tạo thành chất sản phẩm và ngược lại,
và ngược lại là các chất sản phẩm cũng tác dụng với nhau để quay ngược trở lại thành chất pháp lực. Được chưa? Ghi chú là phải ở trong cùng một điều kiện xác định nhá, thì mới gọi là thuận nghịch. Phải nhắc lại, chiều thuận đây là chiều từ trái sang phải, chiều nghịch là chiều từ phải sang trái. Được chưa? Ngoài ra chúng ta còn một đặc điểm nữa của phản ứng thuận nghịch, đó là phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra không hoàn toàn nhá. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra không hoàn toàn. Ơ, tại sao lại vậy? Thực ra nó đơn giản, chúng ta hiểu phản ứng hoàn toàn là phản ứng nó chỉ dừng lại khi và chỉ khi có một trong hai chất tham gia phản ứng hết. Còn ở anh phản ứng thuận nghịch này quay nào hết đâu? CL2 cộng nước tạo tạo cộng H2O tạo thành HCl và HClO, sau đó HCl lại tác dụng HClO quay ngược trở lại thành CL2 và H2O, nó cứ đá qua đá lại như vậy, nó không dừng lại, nó cứ phản ứng liên tục, được không? Giống như kiểu hai thằng ghét nhau, lúc đầu tiên thì sung sức, đúng không? Thằng này bụp một phát ở má thằng này, thằng kia bụp phát ở má thằng kia, cứ đấm nhau liên tục, đấm nhau liên tục như vậy, cho đến một lúc hai thằng mệt quá, không có gì để ăn, vẫn đấm nhưng đấm nhẹ thôi. Xong cuối cùng đến lúc mà không còn giơ tay lên đấm nữa thì thở, nhưng mà vẫn ghét nhau, đúng không? Nó không dừng lại, được chưa? Đấy, đấy là đặc điểm về cái phản ứng thuận nghịch. Bây giờ ta sẽ có cái ví dụ số 2. Thì có cái ví dụ số 2 là một cái phản ứng thuận nghịch nữa mà chúng ta cũng sẽ gặp rất rất nhiều lần. Đó là phản ứng khi cho thằng N2 cộng với thằng H2 để tạo thành NH3. Ví dụ số 2. N2 cộng với H2 tạo thành NH3. Thì anh này cũng là phản ứng thuận nghịch, được không ạ? Thế nhưng bây giờ thì có một cái ví dụ số 3 này cho các bạn để xem, để thử xem các bạn có nắm rõ được cái bài ngày hôm nay không. Bây giờ thì có một cái phản ứng là thầy cho H2 cộng với O2, thấy chưa? Thầy có nhiệt độ tí nhỉ? Để tạo thành H2O, được không ạ? Cân bằng phương trình này, 2 này, 2. Và thầy có là H2O thầy cho điện phân dung dịch để tạo thành H2 cộng O2. Vậy bây giờ các bạn cùng trả lời cho câu hỏi. Vậy suy ra qua hai phương trình này, thầy Minh suy ra cái phương trình thằng H2 cộng O2 là phản ứng thuận nghịch đúng hay sai? Đấy, cái phương trình H2 cộng O2 là phản ứng thuận nghịch đúng hay sai? Cho các bạn 3 giây. Yes or no. Đấy, comment xuống phía dưới. Thì cái câu này nó dễ quá nhỉ. Bây giờ các bạn cho thầy hỏi. Đây, H2 cộng O2 tạo thành H2O. Đây, trái sang phải. Sau đó H2O lại quay ngược trở lại thành H2O2. Vậy nó phải là những thuận nghịch không? Đa số các bạn trả lời là thuận nghịch, nhưng câu trả lời lại không phải thuận nghịch. Không phải phản ứng thuận nghịch. Lý do này, có một cái lý do mà thầy đã ghi chú cho các em là gì ạ? Gạch chân chỗ gì ạ? Điều kiện xác định hai phản ứng này xảy ra là hai điều kiện khác nhau. Anh này cần nhiệt độ thôi là tạo thành nước rồi. Nhưng nếu trong nhiệt độ thì nước không bao giờ quay trở lại thành H2O2, đúng không? Mà phải cần gì ạ? Điện phân dòng điện. Đấy, thì đây là cái chú ý rất là kỹ để cho các bạn nắm vững được cái chỗ phản ứng thuận nghịch này, được không ạ? Bây giờ chúng ta sang tiếp phần 3 la mã. Bây giờ chúng ta sang phần 3 la mã. Phần 3 la mã này được đánh giá là khó hiểu bậc nhất của cái bài số 1, của toàn bộ cái chương số 1, và có thể được đánh giá là một trong số những phần khó hiểu bậc nhất của chương trình hóa học trung học phổ thông 10, 11, 12. Thế thì thế này ạ, ngày xưa thầy cũng học cái phần này. Thế thì thầy hướng dẫn cho các em nhá, là cái cách học nó đơn giản này. Thôi, số liệu nghiên cứu kệ nó, bỏ đi, được không ạ? Và nếu bạn nào mà có điều kiện mà học các lớp offline hoặc lớp Google Meet của thầy Minh, thì thầy Minh sẽ phân tích cái bảng số liệu thật kỹ. Nhưng mà thôi, bây giờ mình đang mất gốc mà, thì mình học theo kiểu mất gốc,
Mình nghĩ nhiều làm gì, đúng không? Vậy cái phần ba La Mã này các bạn chỉ cần nhớ cho thầy một vài cái vấn đề sau, được không ạ? Đây, vấn đề thứ nhất ở đây, thế nào là cân bằng hóa học, đúng không? Thì ta sẽ có đây này, này. Phản ứng thuận nghịch, phản ứng thuận nghịch nó phản ứng được một khoảng thời gian xác định, khoảng thời gian xác định, được chưa? Nó cứ phản ứng đến một khoảng thời gian xác định thì nó đạt được tới trạng thái cân bằng đấy, nó đạt tới trạng thái cân bằng, đạt tới trạng thái cân bằng, được chưa? Thì cái trạng thái cân bằng này là gì? Đấy, thế thì đặc điểm của trạng thái cân bằng thứ nhất, cái dấu hiệu đầu tiên để mình biết được đâu là trạng thái cân bằng thứ nhất, đó là gì? Đó là nồng độ của các chất phản ứng, nồng độ của các chất phản ứng và nồng độ của các chất sản phẩm, nồng độ của các chất sản phẩm. Ui, viết dài đấy để cho bạn hiểu luôn. Thực ra các bạn hiểu là nồng độ của các chất là một hằng số hay là không đổi nhá. Đấy, nồng độ các chất phản ứng hoặc nồng độ các chất sản phẩm nó không đổi, được chưa? Thứ hai là tại đây thì tốc độ của phản ứng thuận nó bằng tốc độ của phản ứng nghịch, được không ạ? Cái điều thứ ba là khi chúng ta nhìn đến nồng độ chất phản ứng và nồng độ chất sản phẩm không đổi, chúng ta nghĩ là nó phản ứng dừng lại, nhưng thực sự là nó không dừng lại nhá, là phản ứng vẫn tiếp tục xảy ra, vẫn tiếp tục xảy ra. Ô lạ thế, phản ứng nó vẫn tiếp tục xảy ra mà tại sao nồng độ chất phản ứng và nồng độ các chất sản phẩm đây là không đổi? À, tại vì gì ạ? V thuận bằng V nghịch, có nghĩa là tốc độ các chất sinh ra bằng tốc độ các chất mất đi, được chưa? Do tốc độ các chất sinh ra nó bằng tốc độ các chất mất đi nên nồng độ nó là một hằng số các chất mất đi. Đấy các em ạ, thôi mình mất gốc mình nắm vậy thôi cho nó nhàn cái đầu. Các bạn chỉ cần nắm về ba cái gạch đầu dòng để trạng thái cân bằng, và cái cuối cùng nữa, cân bằng hóa học là một cân bằng động, vậy thôi. Suy ra cân bằng hóa học là một cân bằng động. Đấy, nắm vậy cho nó nhẹ cái đầu, cho nó nhẹ cái não các em ạ, được không ạ? Cái chứng minh nó mệt mỏi lắm nhá. Đấy, đây là phần 3 La Mã về cân bằng hóa học. Giờ mình sang phần 4 La Mã. Chúng ta sang phần 4 La Mã về hằng số cân bằng KC. Bài tập đây rồi, sướng nhỉ. Với một phương trình tổng quát là A lần chất A cộng B lần chất B tạo thành C lần chất C và D lần chất D. Ôi, A, B là chất phản ứng, C, D là chất sản phẩm. A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, D nhỏ là hệ số của các chất tham gia phản ứng và các chất sản phẩm. Thì tại đây ta sẽ luôn luôn có biểu thức KC thì bằng nồng độ chất sau C lần mũ C nhân với D lần mũ D chia cho nồng độ chất trước A lần mũ A nhân với lại B lần mũ B. Chúng ta lưu ý ở đây. Đây, lưu ý. Mình có nồng độ chất A này, nồng độ chất B này, nồng độ chất C này và nồng độ chất D lần lượt
lần lượt là nồng độ các chất A, B, C, D ở trạng thái cân bằng. Cái này quan trọng đấy nhá. Nó phải là nồng độ chất A, B, C, D ở trạng thái cân bằng thì mới được ký hiệu ngoặc vuông thế này. Còn nếu không phải là nồng độ ở trạng thái cân bằng chỉ ký hiệu là C thôi. Các bạn nhớ chưa? Thầy lấy ví dụ luôn. Cái phương trình từ nãy đến giờ mình viết suốt đi, đúng không? Là gì ạ? À, mình sẽ cho anh ví dụ đây, ví dụ phương trình CL2 cộng với lại H2O mũi tên 2 chiều tạo thành HCl cộng HClO. Thì cái phương trình này thì mình sẽ có là KC nó sẽ bằng này, nồng độ của HCl tại trạng thái cân bằng nhân với nồng độ của HClO tại trạng thái cân bằng chia cho nồng độ Cl2 tại trạng thái cân bằng nhân với nồng độ của nước tại trạng thái cân bằng. Được chưa? Thì các em ơi, cái cân bằng hóa học này nó hay lắm. Nó mới đúng là hóa các em ạ. Thầy rất thích cái chương trình sách giáo khoa mới. Bởi vì thế này, lúc này chúng ta mới được hiểu bản chất hóa học. Các bạn viết thế này thôi, đến bây giờ bạn vẫn chưa hiểu bản chất thì mình giảng bạn hiểu nhá. Clo là có màu vàng nhạt. Đúng không ạ? Sục vào trong nước. Thì bình thường là HCl và HClO là hai chất không màu. Thế nhưng mà khi sục vào ta lại thấy là dung dịch có màu hơi vàng. Lý do là gì? Do đây là phản ứng thuận nghịch hai chiều. Nên khi mình sục hệ quả này, khi sục clo vào nước thì tạo thành dung dịch nước clo. Nó sẽ bao gồm tồn tại cả Cl2, cả H2O, cả HCl và cả HClO. Nên nó tạo cho nước ở đó có màu vàng, hơi vàng. Đấy, học hóa nó phải như thế. Học hóa phải hiểu bản chất. Mọi thứ này cung cấp cho ông ta để chúng ta hiểu bản chất. Và khi hiểu được bản chất, các em sẽ làm được mọi dạng bảng. Được không ạ? Chúng ta có một cái chú ý về cái anh KC này để cho tất cả các bạn và các em cùng lưu ý. Là cái anh KC của chúng ta này, lưu ý. Lưu ý thứ hai. Lưu ý thứ hai là KC chỉ bị phụ thuộc, chỉ bị phụ thuộc vào hai yếu tố thôi. Yếu tố thứ nhất là nhiệt độ và yếu tố thứ hai là bản chất phản ứng. Ôi, yếu tố về nhiệt độ thì đơn giản rồi, đúng chưa? Không cần phải nói nhiều. Tăng nhiệt độ thì đa số các phản ứng là nó tăng. Thế còn gì ạ? Bản chất phản ứng thì đây, phản ứng Cl2 cộng H2O tạo thành HCl và HClO thì có một KC. Phản ứng N2 đi. Đây, phản ứng N2, ví dụ số 2 này đi. N2 cộng H2 tạo thành 2 lần NH3 đi. 3 ở đây. Sorry, 3 ở đây. Thì nó lại có một cái KC khác. Đây, KC của nó sẽ bằng nồng độ của NH3 bình phương chia nồng độ của N2 nhân nồng độ của H2. Đúng không? Nên lần đấy nó phụ thuộc vào bản chất phản ứng. Mỗi một phản ứng nó sẽ có một KC khác nhau, không phản ứng nào giống phản ứng nào. Đấy, đấy là về hằng số cân bằng KC. Chúng ta còn có một chú ý nhỏ nhỏ nữa nha. Mà nếu các bạn gặp ấy, thì bạn phải biết được rằng là gì ạ? Nồng độ của chất rắn ở trong phương trình phản ứng thì tính nó là bằng 1 nhá. Nồng độ của chất rắn ở trong phương trình phản ứng thì tính là bằng 1. Đây thầy lấy ví dụ ở đây để cho các bạn nhìn rõ hơn. Đây thầy có sẽ. Ví dụ là các carbon cộng với lại CO2 đấy để tạo thành CO. Thì anh này rắn này. Đúng không? Solid. Rắn nó solid nên viết tắt là S. CO2 này là khí này. Gas là khí. CO khí này, gas. Thì ở đây ạ, KC
nó sẽ lại chỉ bằng nồng độ của CO bình chia nồng độ của CO2. Lý do là do anh C này, anh K bình này là chẳng rắn, dạng rắn thì nồng độ của nó được tính, được coi như là một. Được chưa ạ? Trên đây thầy Minh vừa hướng dẫn cho các em toàn bộ lý thuyết về bài số 1. Dĩ nhiên đây mới chỉ là lý thuyết thôi, chúng ta còn phải chia dạng nữa. Nhưng mà thầy xin phép là cái phần chia dạng này nó rất là dài, nó dài lắm. Thì thầy Minh xin phép là thầy Minh dạy ở bên trong tất cả các cái lớp on cũng như lớp off của thầy Minh, được không ạ? Và thầy Minh sẽ quay video để hướng dẫn các em làm một vài dạng bài cơ bản. Còn những bạn nào muốn học sâu hơn về hóa có thể liên lạc với thầy Minh. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở bài số 2.